lòng tin giúp con người gắn kết với nhau. Chúng giúp ta thấy cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Nhưng đôi khi, nó cũng khiến ta dễ rơi vào sự tuyệt vọng, đau khổ và sợ hãi. Xây dựng lòng tin thì cần rất nhiều thời gian, công sức. Thế nhưng, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, ta có thể đánh mất nó ngay lập tức. Lòng tin sẽ là chủ đề tiếp theo của Tám Lạng Nửa Cân với sự góp mặt của nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thanh Bình. Chúng ta có nên đặt niềm tin vào ai đó một cách tuyệt đối hay không? Hãy cùng MC Đại Nghĩa, MC Trác Thúy Miêu và Trịnh Thanh Bình tranh luận về chủ đề này nhé. Chào chị. Dạ xin chào thầy. Dạ em chào anh. Y như thầy giáo vậy đó. Thế dạ. Mình nhìn giống đại diện bán bảo hiểm không? Thật ra thì chúng ta có câu là gặp chết để gia, người chết để uy tín. À dạ. Ủa em cho nên là chúng ta không có cái câu đó. Ủa dạ, có câu đó nên bỏ qua câu đó. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người buông ra. Em là có sắc thì em ráng em chiều đi. Hai bên cùng có lợi, có ai lợi dụng ai đâu mà em chỉ hoài. Em nói cho anh nghe, trước mặt anh Khoa luôn, em là một ca sĩ, em chỉ kinh doanh giọng hát của em thôi. Em không có bán thân đâu. Hãy cùng đón xem chương trình Tám Lạng Nửa Cân phát sóng vào 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần ngày 26 tháng 3 năm 2021 trên kênh VTV9.